cho bé này tẩy run nha mọi người. Bé này là của khách. Ừ. Đến tiệm tẩy run đây. Đến tiệm tắm mới tẩy run nha. Bé này được 9 lạng thì đấy, mình dùng cái thuốc này. Vẫn dùng thuốc này thôi. Một viên cho 4 cân thì bé này 9 lạng làm tròn lên 1 cân thì mình sẽ lấy 1/4 viên. Đó. Đó. Bướng kìa, bướng kìa. Ê, mặt bé tròn không? Đây, mình sẽ cho bé nằm ngửa ra này. Một thế, đó. Thế rồi, nó bị đẩy lưỡi lên rồi. Bạn này thấy bảo là rất là bướng. À, bướng bướng hơn rơi rồi. Đây là anh em với rơi đấy. Rơi với giá đấy. Đây là lần thứ hai bị đẩy lên. Ừ. 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 Có sợ là nó giữ cái miệng này không rồi. Không bướng. Đây là một bạn mèo sắp đẻ đây. Đấy, cho nhịn đói từ đêm qua rồi, hôm nay là run rồi. Nuốt cái viên thuốc xong rồi nó bị đắng. Sang chấn tâm lý. Không sao, không sao. Ngay bảo mày nhè ra nó đắng là đúng rồi. Mày nuốt một cái là hết. Không sao. Đấy, ngáo luôn mọi người ạ. Nó... Không sao. Nó... Okay. Không bướng nữa nhé. À, đi xuống lấy nước đường cho em uống nhé. Cho em đỡ, em đỡ, em đỡ. Cho em đỡ đắng nhé. Nó vẫn chạy như điên nhưng mà. Mày à? Mày lại ra chơi một liquid đi. Bạn này thì ra bầu sắp đẻ này. Không biết để lúc nào trong ngày hôm nay đây. Chà. Quá lên 2 ngày rồi.